Ngày 1 tháng 11, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử với bị cáo Nguyễn Văn Duy 1985, trú tại Buôn Bản Thượng, Buôn Bản Bích Hòa, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội, về tội giết người. Đáng chú ý, bị hại trong vụ án này lại chính là hai con nhỏ tuổi của Duy. Bị cáo Duy là đối tượng trong vụ án dùng thuốc sâu để đầu độc hai con nhỏ tuổi, hành vi đó của Duy đã gây bất bình, phẫn nộ trong dư luận Buôn Bản hồi cách đây hơn một năm. Cáo trạng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội cho thấy, Nguyễn Văn Duy và chị Nguyễn Thị Hiền 1989, trú cùng Buôn Bản, kết duyên với nhau vào năm 2008. Sau đó, chị Hiền lần lượt sinh được một nhỏ xíu trai năm 2013 và một nhỏ xíu gái năm 2015. Đến tháng 4 năm 2018, Duy ngờ vực chị vợ mình có quan hệ, tình cảm yêu quý với người đại trượng phu khác và ngờ vực hai cháu nhỏ xíu là con của người khác, dẫn đến việc hai vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn. Do bị Duy tấn công nên chị Hiền đã đưa hai con về sống tại nhà mẹ đẻ ở Buôn Bản Bích Hòa, Thanh Oai, Hà Nội. Thời gian sau, khi biết vợ có dự định ly hôn, Duy bực tức và nảy sinh dự định sẽ cho hai cháu nhỏ xíu uống thuốc trừ sâu để cùng tết cho chị Hiền ân hận. Khoảng 12 giờ 30 ngày 18 tháng 5 năm 2018, Duy đi mua một hộp thuốc trừ sâu rồi mang về nhà cất vào khu bếp. Đến khoảng 8 giờ 30 ngày hôm sau, Duy đi xe máy đến nhà trẻ ở Buôn Bản Thượng, Buôn Bản Bích Hòa đón hai cháu nhỏ xíu đưa về nhà. Duy lấy hộp thuốc trừ sâu mua hôm trước ra pha vào nước và nước ngọt cho hai cháu nhỏ xíu uống. Sau khi uống xong, hai cháu nhỏ xíu đã tử vong. Biết hai con đã chết, Duy đặt hai cháu nằm ngửa cạnh nhau trên giường rồi lấy hai gói thuốc trừ sâu pha uống để tự tử nhưng bị nôn ra nên không chết. Sau đó, Duy đi lên tầng 3 định tự tử bằng cách nằm trên tường, nghiêng người thanh lịch trái để rơi xuống đất nhưng lại trúng dây điện rồi rơi xuống đất, bất tỉnh. Phát hiện vụ việc, Duy được mọi người bao quanh đưa đi bệnh viện cấp cứu giúp kịp thời, còn hai cháu nhỏ xíu được xác định là đã bị tử vong do ngộ độc thuốc trừ sâu. Trong quá trình điều tra vụ án, bị can Nguyễn Văn Duy đã khai nhận tổng thể hành vi tội dạ, thích hợp với các tài liệu thu thập được có trong hồ sơ vụ án, thích hợp với lời khai của người làm chứng, lời khai của người có liên quan. Tại phiên tòa xét xử ngày hôm nay, bị cáo Duy đã thành khẩn hành vi tội dạ của mình trong nước mắt. Duy cho rằng không có dự định trả thù khiến hai con tử vong mà do lúc đó quẫn trí. Duy giảng nghĩa đã biết hai cháu nhỏ xíu không phải con ruột mình từ trước khi biết vợ có dự định ly hôn, hoảng sợ mất cả vợ lẫn con. Được nói lời sau cùng, Duy xin lỗi bố mẹ và chúc vợ có người mới sống hạnh phúc. Tại phiên xét xử, đại diện Viện Kiểm sát đã đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Duy mức án tù tầm thường thân vì tội giết người. Tuy nhiên sau khi nghị án, hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Duy mức án tử hình về tội giết người vì cho rằng hành vi của bị cáo khác là nghiêm trọng nên cần thiết phải áp dụng khung hình phạt cao nhất nhằm răn đe, giáo dục tội phạm và phòng ngừa tầm thường trong buôn bản hội.